Ngày 30 tháng 10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân sĩ, tri thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Dự hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dành nhiều tâm huyết góp ý, các đại biểu đã tập trung vào các vấn đề đổi mới chính trị kinh tế, phát triển rừng bền vững, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học xã hội. Thay mặt ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận các ý kiến chân thành, sâu sắc và khẳng định ban chỉ đạo sẽ tiếp tục tổng hợp các ý kiến để chuyển cho tiểu ban văn kiện, tiếp tục hoàn thiện dự thảo các báo cáo trình Đại hội 13.